kính chào quý vị khán giả. Thị trường bất động sản đang trải qua hơn 15 năm hình thành và phát triển sau một lần đổ vỡ bong bóng bất động sản vào thời điểm 2009-2010. Thị trường đã đi vào chu kỳ phục hồi, có sự tăng trưởng khá tốt và hiện nay đang ở trong giai đoạn tương đối ổn định. Có thể nói, bất động sản đã khiến cho nhiều nhà đầu tư nhanh chóng giàu lên, nhưng cũng khiến cho nhiều người ngậm trái đắng vì đầu tư không đúng cách. Vậy thời điểm này, đầu tư vào phân khúc đất nền sẽ có những cơ hội và rủi ro nào? Các nhà đầu tư cần rút ra cho mình những nguyên tắc vàng nào để đầu tư an toàn nhất? Góc nhìn đầu tư ngày hôm nay của chúng tôi sẽ cùng quý vị đi tìm câu trả lời. Đầu năm 2018, đất nền bỗng trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất khi có thông tin ba khu vực là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc lên đặc khu kinh tế. Ngay lập tức, giá đất tại đây được đẩy lên cao một cách chóng mặt chưa từng thấy trong lịch sử. Tại Vân Đồn, giá đất ở thời điểm tháng 5 năm 2018 đạt mức 60 triệu đồng một mét vuông. Tương tự, giá đất ở Bắc Vân Phong cũng đẩy lên gấp 3 đến 4 lần so với năm 2017. Tại Phú Quốc, mức tăng chóng mặt từng ngày, có những giao dịch một lô đất sáng bán 5 tỷ đồng nhưng đến chiều tối đã nhảy lên 15 đến 17 tỷ đồng. Cùng với đó, một loạt tình trạng phân lô bán nền, giao bán đất nông nghiệp diễn ra tràn lan khiến chính quyền địa phương phải đưa ra phương án cấm giao dịch, cấm chuyển đổi mục đích sử dụng, rà soát các văn phòng môi giới nhà đất và xử lý nghiêm những trường hợp môi giới nếu sai phạm. Sau số đất nền đặc khu, đất nền tại một số khu vực lân cận thành phố lớn có hạ tầng khá đồng bộ lại sốt nóng cục bộ. Những địa phương như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Giang lần lượt xuất hiện trên bản đồ đầu tư của nhiều nhà phát triển dự án. Theo ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng, khoảng 2 năm trở lại đây, phân khúc đất nền nổi lên là một kênh đầu tư hấp dẫn. Đến thời điểm này, đất nền tỉnh lẻ vẫn tiếp tục là từ khóa được nhiều nhà đầu tư quan tâm bởi khả năng đón đầu quy hoạch và tiềm năng sinh lời cao. Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản đang có dấu hiệu chững lại về nguồn cung và lượng giao dịch thành công. Nguyên nhân được cho là ảnh hưởng tới sự phát triển của thị trường bất động sản thời điểm này là các yếu tố liên quan đến chính sách và sự rà soát chặt chẽ các yếu tố pháp lý của dự án. Có thể, nhiều nhà đầu tư bất động sản bắt đầu rơi vào trạng thái lo ngại rằng bất động sản sẽ không còn là kênh đầu tư hấp dẫn như trước. Nhiều người khác tuy lạc quan hơn về thị trường nhưng cũng có thể gặp khó khăn trong việc tính toán đầu tư và phân khúc nào sẽ có lời. Theo các chuyên gia, nhiều dự báo cho rằng đất nền vẫn sẽ là kênh đầu tư hấp dẫn trong năm 2019. Phóng sự ngay sau đây sẽ chứng minh cho quý vị thấy đầu tư đất nền có khá nhiều cơ hội sinh lời. Trong quý 1 năm 2019, thị trường bất động sản đã chứng kiến mức tăng giá mạnh cũng như sự sôi động của phân khúc đất nền tại 4 huyện liên quận của Hà Nội cùng một số các tỉnh lẻ khác như tại Vân Đồn, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Theo nhận định của giới đầu tư, mức tăng giá trung bình tại các khu vực sốt nóng dao động từ 20 đến 50%. Những vị trí có quỹ đất đẹp rơi vào thời điểm sốt cao, giá chênh có thể lên tới 100 đến 200%. Tại khu vực ngoại thành Hà Nội, điển hình như Gia Lâm, giá đất ven dự án Vinhome tăng đột biến. Quỹ đất ở Châu Quỳ, Gia Lâm đã trở nên khan hiếm khi các nhà đầu tư săn đón găm hàng từ sớm. Bắt đầu từ năm ngoái là chị thấy coi như là dân bán mà nó là 27 triệu, 28 triệu trên mét vuông. Nhưng mà hiện tại bây giờ là thấy dân giao là 40 triệu. Dân giao 40 triệu nhưng nhiều người cũng đến hỏi mua nhưng họ cũng không bán. Họ bảo là bao giờ lên 100 mét hay hoặc 80 triệu một mét người ta mới bán. Đó. Khu vực trong ngõ, trong ngách hẻm đấy phải tầm 30 triệu hoặc là 35 triệu một mét. Mức giá đất tại Đông Anh cũng lên tới mức 180 triệu đồng một mét vuông khi có cây cầu Nhật Tân đi qua. Như mà từ khi chưa xây cầu với so với giá đất này nó tăng lên là cũng quá nhiều. Giá đất tại huyện Hoài Đức cũng tăng tới 30% sau khi có thông tin sẽ sớm lên quận. Bởi vì thẳng cái chỗ đấy vào, nếu bây giờ ai cần mua mà xuống tiền luôn là chỗ đẹp thì tầm 55 triệu, nhưng có chỗ chỉ 50 triệu thôi. Lúc đúng ra thì nó lên tầm 30%, lúc đi đất vào tầm khoảng độ chỗ ngoài này vẫn 50 năm mấy rồi. Đến bây giờ chỗ ngoài này, nếu mà bây giờ mua vào xuống tiền thì chỗ này phải tầm 75 đến 80 triệu rồi. Trong khi phân khúc căn hộ chung cư gặp phải vấn đề như tranh chấp với chủ đầu tư, hệ thống phòng cháy chữa cháy có đảm bảo hay không? Rõ ràng, đất nền đã và đang là phân khúc được nhiều người thích thú và quan tâm bởi những lợi thế vượt trội của nó, đặc biệt là đất nền khu vực lân cận Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cái đất nền ấy thì là một trong những cái mà có lẽ là trong cái giai đoạn vừa qua và hiện nay là cái xu thế đầu tư rất là mạnh. Nó không phải là ở hai thành phố lớn nữa mà nó ở các tỉnh thành nói chung
nó đang phát triển rất là mạnh, rất là hiện hữu cái giá trị gia tăng là một, hai nữa ở cũng rất là phù hợp với cái tập quán của Việt Nam. Là chúng ta đã có cái thông tin là cũng tương đối là đầy đủ, cũng như là cái sự tham gia của các cái chủ đầu tư, nguồn cung khá là dồi dào, nên là cái khả năng tăng giá của những cái sản phẩm đặc biệt nằm tại thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh thì hạn chế hơn so với cái chu kỳ trước. Và vì thế nên là chúng ta nhìn thấy cái cơ hội đầu tư ở những cái địa điểm nằm ngoài thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, nhưng phần nhiều là cái khả năng tăng giá nhanh sẽ nằm ở những cái khu vực vùng ven, khu vực khác, khu vực tỉnh. Theo các chuyên gia, sức hấp dẫn từ việc đầu tư đất nền còn đến từ tiềm năng của phân khúc này. Nếu như trước đây, vào năm 2004, chính phủ không cho phép chia lô bán nền dự án nào, năm 2011 cho phép chia lô ở dự án cấp 3 trở xuống, thì hiện nay, việc chia lô bán nền ở các dự án tùy thuộc vào Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Đây là lý do khiến các dự án đất nền ở tỉnh lẻ đang phát triển rất mạnh. Thêm vào đó, quy hoạch đô thị và các vùng lân cận ngày càng đồng bộ và hoàn thiện, khả năng kết nối giao thông dễ dàng, giá tại khu vực vùng ven thời điểm này lại chưa cao. Do đó, đất nền vẫn sẽ có tiềm năng tăng giá tốt và trở thành phân khúc hấp dẫn nhất trên thị trường bất động sản. Trước những cơ hội sinh lời vượt trội đang mở ra trước mắt, chắc chắn nhiều nhà đầu tư mong muốn xuống tiền ngay để nhanh chóng sở hữu con gà đẻ trứng vàng này. Tuy nhiên, hành trình đầu tư chưa bao giờ là con đường trải đầy hoa hồng, bởi bên cạnh những cơ hội sẽ là những rủi ro tiềm ẩn, đòi hỏi nhà đầu tư cần thận trọng và tỉnh táo nắm bắt. Vậy những rủi ro nào nhà đầu tư có thể gặp phải khi đầu tư đất nền? Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây. Cơn sốt đầu tư bất động sản ở các tỉnh vẫn đang tiếp diễn trong năm 2019, song một số chuyên gia cảnh báo những rủi ro có thể xảy ra. Đầu tiên là những rủi ro về quy hoạch khi không nắm vững thông tin. Tại một số khu vực chưa được nhà nước đầu tư về hạ tầng, trong khi giá liên tục đẩy lên cao trong thời gian ngắn, thì xuống tiền trong cơn sốt chắc chắn nhà đầu tư dễ bị mua phải giá cao hơn giá trị thực tế trên thị trường. Điều đáng lo ngại hơn cả là khu vực đó có thể sẽ bị thu hồi. Thứ nhất là khi người dân hay mua các cái đất gọi là rìa làng gọi là rồi xung quanh các cái khu đô thị gọi là đang được triển khai xây dựng, thì người ta hy vọng sẽ ăn theo cái hạ tầng ở đó. Tuy nhiên thực ra khi người ta chưa tìm hiểu gọi là đầy đủ cái quy hoạch, thì có thể là các dự án tiếp theo người ta sẽ lấy tiếp ra phía ngoài của các cái khu đô thị đấy, hoặc là cạnh các cái ở phía ngoài rìa làng ấy, thì cái đất ruộng và các cái đất gọi là giãn dân ấy, thì ta sau này sẽ đưa vào trong các quy hoạch. Chính vì vậy mà cái việc mà người ta mua nhỏ lẻ như vậy, thì khi làm dự án lớn nó sẽ trùm lên, thì người ta có thể sẽ những dự án đấy nó sẽ, nếu không đúng theo quy hoạch, sẽ bị thu hồi. Và cái thứ hai nữa là nó manh mún, nó không hạ tầng đầy đủ, thì chúng ta với thời gian thì những cái khu đó nó sẽ bị xuống giá. Cũng theo các chuyên gia, rủi ro thứ hai nhà đầu tư có thể gặp phải liên quan đến pháp lý. Đối với những nhà đầu tư lướt sóng tại các khu đất nông nghiệp, đất công, đất canh tác hay đất trồng cây lâu năm thì sẽ đối mặt rủi ro rất cao, bởi đây là loại đất nhà nước cấm giao dịch không đúng quy định. Bên cạnh đó là pháp lý liên quan đến nhà đầu tư phân lô bán nền khi chưa đủ điều kiện. Trước đây có một số các dự án BT, về nguyên tắc các dự án BT được nhận lại bằng đất, thì người ta phải xây xong, làm xong dự án thì mới được bán. Nhưng thực tế một số dự án là khi người ta được nhận cái đất để mà đối ứng thì người ta lại tiến hành bán ngay rồi. Và bán ngay rồi, tuy nhiên khi cơ quan quản lý nhà nước mà người ta kiểm tra, người ta thấy rằng sai phạm, người ta thu hồi thì rủi ro. Cái thứ hai nữa, chưa đủ kiện người ta không cấp sổ đỏ được. Bên cạnh đó, theo một số chuyên gia, khi cơn sốt đất xảy ra thì nguy cơ bong bóng là có nếu giá bị đẩy lên quá cao so với giá trị thực. Thì nó vẫn có một số những cái địa bàn theo tôi đánh giá là đang được làm giá, đang được thổi bong bóng lên để tạo, gọi là họ có cái xu hướng gọi là ăn theo. Bởi vậy, các nhà đầu tư cần cẩn trọng trước thông tin về giá đất được đưa ra bởi những nhân viên môi giới hoặc những người bán dự án, bởi không phải môi giới nào cũng có tâm và am hiểu về thị trường đầu tư. Chưa kể, một số môi giới còn vì ham lợi nhuận mà bất chấp lương tâm lừa dối khách hàng. Quý vị đã bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ bắt đầu đầu tư nhà đất như thế nào chưa? Nhiều người sẽ cho rằng việc đầu tiên là cần chuẩn bị tiền. Liệu đây có phải là sự chuẩn bị đúng đắn hay không? Để giúp quý vị có được câu trả lời, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi những lời khuyên từ các chuyên gia của chúng tôi. Khách hàng cần nghiên cứu rõ cái thị trường đất nền nào
nên mua, thị trường nào không nên mua. Và chúng ta phải nhìn thấy cái tiềm năng của cái đất nền đó và cái khu vực đấy có tiềm năng như nào để chúng ta quyết định mua. Nếu mà chúng ta không nhìn thấy tiềm năng về sự phát triển của cái khu vực đất nền chúng ta mua thì thực tế là chúng ta không nên tập trung chúng ta mua. Là nên quan tâm tới các cái cơ sở đấu nối hạ tầng kỹ thuật và cái tầm nhìn lên đầu tư cho tầm 3, 4, 50 năm nữa. Cái cách an toàn nhất cho những người có nhu cầu ở thì thực ra là cái đất nền nhà liền kề hay biệt thự là dành cho người có thu nhập là cao. Chính vì vậy mà người ta cần phải mua vào trong các cái khu mà có quy hoạch, có hạ tầng đầy đủ và cũng như là có và cái hạ tầng đó phải đảm bảo được cái quy chuẩn tiêu chuẩn lâu dài. Thì tránh cái chuyện mà thực ra là chúng ta mua vào trong các cái khu nhỏ lẻ, xong cuối cùng thực ra là cái điều kiện hạ tầng nó không đáp ứng được lâu dài thì cái nhà như vậy nó sẽ dễ bị là xuống giá. Theo các chuyên gia, khi đầu tư bất động sản, tiền chỉ là một trong các yếu tố giúp đầu tư thành công. Nhà đầu tư cần chú ý 6 nguyên tắc vàng sau. Thứ nhất, yếu tố vị trí, nên lựa chọn đất có vị trí kết nối giao thông ở mức trung bình đến khá thuận tiện. Khi hạ tầng hoàn thiện dần, cơ hội tăng giá sẽ lớn dần. Thứ hai, xem xét tới yếu tố dân cư, nên chọn những nơi đã có dân cư hiện hữu với mức độ vừa phải. Thứ ba, chỉ mua đất đã có pháp lý hoàn chỉnh, nghĩa là đất đã có sổ đỏ, không thuộc vùng quy hoạch, có giấy phép xây dựng, tuyệt đối không mua đất nền có pháp lý dang dở vì rủi ro là rất cao. Thứ tư, chỉ nên mua khi thanh khoản của tài sản tốt. Thứ năm, xem xét tới tính hợp lý của mức giá, nên so sánh tương quan giá của miếng đất so với giá của các khu vực lân cận trong thời gian gần nhất. Thứ sáu, không đầu tư khi số tiền vay mượn quá lớn, nếu thiếu hụt chỉ vay trong ngưỡng an toàn 50% giá trị tài sản trở xuống. Trước khi vay nên tính đến bài toán lãi suất thả nổi và sức chịu đựng trả lãi được trong bao lâu để lường trước được các áp lực. Vâng, hy vọng rằng với những phân tích của góc nhìn đầu tư ngày hôm nay, quý vị và các bạn đã chuẩn bị thêm cho mình những kiến thức, kỹ năng để đầu tư đất nền an toàn và có lãi. Nếu quý vị và các bạn có câu chuyện nào muốn chia sẻ về chủ đề của tuần này hoặc những vấn đề khác mà quý vị quan tâm muốn được làm rõ, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại của chương trình 08-2346-5555 hoặc email banbiên tập a.invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!